Lời khuyên dành cho 12 cung hoàng đạo trong năm mới, hãy biến năm 2023 thành năm tuyệt vời nhất của bạn. Phần 2. 7. Thiên bình. Tập trung vào việc duy trì sự yên bình và hài hòa trong nội tâm. Với chiếc cân là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của mình, thì cả cuộc đời thiên bình dường như luôn đi tìm kiếm sự hòa hợp và gắn kết những người ở xung quanh mình. Bạn thích tất cả mọi người đối xử tốt và hòa thuận với nhau. Tuy nhiên cuộc sống đôi khi vẫn sẽ có hỗn loạn. Thế nhưng không sao, đừng để sự hỗn loạn bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong thiên bình. 8. Bọ cạp. Bạn không cần phải xây dựng những bức tường xung quanh mình. Bọ cạp bên ngoài lạnh lùng và luôn tỏ vẻ mình không quan tâm đến mọi thứ. Thế nhưng sâu thẳm bên trong cung hoàng đạo này lại rất cô đơn và khao khát tình yêu. Họ có xu hướng bảo vệ trái tim mình và không để ai làm tổn thương. 2023 sẽ là một năm tuyệt vời để bạn cởi mở và đón nhận yêu thương. Vậy nên hãy cho bản thân cũng như người khác một cơ hội nhé. 9. Nhân mã. Dù mọi thứ trở nên quá tải, hãy mạnh mẽ đối mặt với thực tế. Đây là cung hoàng đạo luôn có tâm hồn vui vẻ, dễ gần và lạc quan. Mặc dù có sức mạnh tinh thần lớn, thế nhưng đôi khi họ lại chọn cách trốn tránh thực tại thay vì đối mặt với nó. Sang năm mới hãy mạnh mẽ và tin vào bản thân có thể giải quyết được những vấn đề mà bạn sẽ gặp vào năm 2023. 10. Market. Cuộc sống này có nhiều điều hơn là công việc. Chăm chỉ, kiên trì và kỷ luật là những phẩm chất điển hình của Market. Họ có mục tiêu rõ ràng cho mọi thứ. Market tự hào vì mình là một người nghiện công việc. Thế nhưng cuộc sống này còn nhiều thứ khác. Vậy nên hãy nhìn ra xung quanh và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân nhé Market. 11. Bảo Bình. Không biết hết mọi thứ cũng chẳng sao. Bảo Bình luôn đầy ý tưởng độc đáo và luôn tìm cách học hỏi những điều mới lạ. Do đó những người thuộc cung hoàng đạo này luôn được biết đến với trí tuệ cũng như kiến thức rộng lớn của mình. Thế nhưng đôi khi việc tìm hiểu quá nhiều sẽ khiến bạn mệt mỏi và kiệt quệ về mặt tinh thần. Hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn vì không biết gì thì cũng chẳng sao. 12. Sao Ngư. Hãy từ bi hơn với chính mình. Sao Ngư có trái tim thấu cảm và giàu trí tưởng tượng nhất. Khi gia đình hay bạn bè gặp khó khăn, bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ, sẵn lòng cho họ điều họ muốn. Giúp đỡ người khác là tốt, thế nhưng 2023, hãy tập trung vào yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bởi bạn có hạnh phúc hay không mới là điều quan trọng nhất.